Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Chủ nhật 14 thường niên năm B, lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết dân Chúa đã khước từ chối bỏ quyền năng của Chúa Giêsu. Dân làng Nazareth đã không tin vào Thiên Chúa. Phải chăng vì họ kiêu ngạo cậy dựa vào sức mình? Hiệp dân thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta được vững vàng trong đức tin, sẵn sàng mở rộng tâm hồn, đón nhận lời Chúa và nhiệt tâm đem lời Chúa ra thực hành. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cecilia Đinh Thị Kim Yến, cầu cho linh hồn Maria Lê Thị Bốn và Luca Huỳnh Tấn Tuân, cầu cho linh hồn Giuse Trần Đức Tường mới qua đời tại Seattle, Washington, cầu cho linh hồn Hilario lễ dỗ và xin bình an cho gia đình. Xin lễ cho gia đình còn sống và đã qua đời cùng các linh hồn. Tạ ơn Ba Đấng và Mẹ Maria. Tạ ơn 2 năm ngày cưới. Và giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta.
từ muôn phương ta về đây sanh phai để thường được đưa ta đi đến Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát thánh nhạc vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dâng thánh lễ độc lập cũng như July 4 Independence Day. Tôi cũng chào đón đặc biệt ba gia đình tới cùng hiệp dâng thánh lễ cũng sẽ rửa tội cho con. Sau thánh lễ, tôi cũng chào đón tất cả mọi người hiện diện nơi đây cũng như cầu nguyện đặc biệt cho những người đã ra đi trước chúng ta cũng như những ý chỉ mà chúng ta đã xin trong thánh lễ này. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, xin mọi người chúng ta tuy trời nóng mực July 4 ngày lễ độc lập hãy chào đón nhau một tràng pháo tay trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm để trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để dạy cho chúng con đường dẫn đến Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng con nguồn an ủi của sự thật. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là mục tử nhân lành sẽ dẫn đưa chúng con đến sự hạnh phúc trong nước trời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Ê-đê-ki-ên. Bấy giờ thần khí đã nhập vào tôi, đúng như lời Đức Chúa phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng người phán với tôi. Người phán với tôi: Hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày, mày dạng, lòng chai và đá, chính ta sai ngươi đến với chúng. Đức Chúa là Đức Chúa Thượng phán thế này. Còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Đó là lời Chúa. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi người thương xót chúng con. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi người thương xót chúng con. Con ngước mắt con nhìn lên Chúa, Ngài ngự ở cõi cao xanh. Kia những mắt những người nam tôi tớ nhìn vào bàn tay các vị chủ ông. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi người thương xót chúng con. Như con mắt của người tỷ nữ nhìn chủ bà trắng khi ngơi, kia mắt chúng con nhìn vào Chúa chờ tận khi Chúa đã dụ thương. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi người thương xót chúng con. Xin thương xót, xin nguyện thương xót từng người từng lũ vây quanh. Hồn con nó ngây lời cười chê bai của bọn giàu sang lũ người kiêu căng. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi người thương xót chúng con.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào. Một thủ hạ của Sa-tan được sai đến vả mặt tôi. Để tôi khỏi tự cao tự đại, đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy sung sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hồi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trước tiên tôi xin được đại diện quý ông bà và anh chị em cảm ơn tất cả các anh tới giúp trong tuần vừa qua, anh Sơn với anh Việt cắt cỏ cũng như anh Thiện rồi anh Dương cũng như anh Sơn giúp cho bên sửa soạn cái phòng mà cha Đoài cha ở, rồi bây giờ chúng ta phải sửa lại để cho các anh em linh mục khác tới vào giáo xứ. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em cũng như hội con Đức Mẹ họp hôm nay lúc 2 giờ chiều. Tôi bận quá, tôi hôm qua được, tôi qua trễ một chút
để chào các mẹ cũng như cảm ơn các mẹ một chút. Nên quý ông bà và anh chị em thấy công đoàn giáo xứ của chúng ta một ngày một phát triển rất nhiều những sinh hoạt, rất nhiều cần được sự hỗ trợ của nhiều người. Nên vì vậy tôi mong rằng trong thời gian chuyển tiếp này, xin quý ông bà và anh chị em cố gắng cầu nguyện, hy sinh, giúp đỡ cũng như tham gia. Nhất là nếu có những tài năng nào có thể khả năng được, xin quý ông bà và anh chị em đóng góp để chúng ta xây dựng giáo xứ cho cái tương lai của con em của chúng ta. Quý ông bà và anh chị em biết cũng như nghe tin cả năm, hai năm nay là các giáo xứ đóng cửa như Holy Rosary cũng như đóng cửa, rồi San Rita cũng đóng cửa, rồi Visitation cũng đóng cửa. Những giáo xứ gần đây quý ông bà và anh chị em biết lên những dự án, Tòa Tổng Giám mục biết được chia sẻ với chúng ta để cho chúng ta sửa soạn lý do tại sao họ chọn giáo xứ Thánh Anna cũng như cộng đoàn Việt Nam của chúng ta nơi đây. Vì ai cũng cảm thấy rằng, tưởng rằng là chúng ta đây rất giàu có, không phải là chỉ vì là tình thương cũng như sự hy sinh tới ngôi thánh đường phục vụ Chúa cũng như tình yêu thương đùm bọc nhau. Nhưng thật sự người ta cũng hiểu lầm rằng mọi người chúng ta cũng hy sinh nhiều lắm. Nên vì vậy tôi muốn chia sẻ một chút để quý ông bà và anh chị em biết được những cái khó khăn cũng như là những gì Chúa ban tặng nhiều hồng ân thì Chúa lại đòi hỏi chúng ta chia sẻ để phục vụ Chúa. Hôm nay tôi cũng như trong từ ngày mùng 1 tháng 7 tôi phải qua bên Visitation là một linh mục chánh xứ mới. Nên qua bên đó quý ông bà và anh chị em thấy ai cũng thích làm đám cưới, ai cũng thích ngồi thánh đường thật rầu, thật đẹp rồi, đủ thứ. Qua bên đó quý ông bà và anh chị em biết cũng rất là nhiều gian nan, khó khăn. Nào là phải lo cho nhân viên như thế nào, rồi đủ mọi chuyện. Nên xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện. Hôm qua tôi ở bên đó cả ngày, sáng nay lễ bên đó. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em biết rằng Chúa mời gọi chúng ta phục vụ. Chúng ta không những rằng có cái lòng của chúng ta để phục vụ, nhưng nhiều khi đòi hỏi sự hy sinh cũng như cái commitment của chúng ta. Như hôm nay quý ông bà và anh chị em nghe qua trong các bài đọc của Chúa Nhật tuần 14 quanh năm. Như chẳng hạn quý ông bà và anh chị em nghe qua trong bài phúc âm hôm nay, Chúa đã sinh ra ở Nazareth, một nơi mà Chúa yêu mến, cũng một nơi là cái làng cũng như của Chúa. Mọi người đều biết Chúa. Chúa lớn lên, khi Chúa trở lại hôm nay, quý ông bà và anh chị em thấy là họ rất ngạc nhiên về sự khôn ngoan mà Chúa chia sẻ, cũng như những lý lẽ, những gì mà sự hiện diện của Chúa làm mọi người rất ngạc nhiên. Họ không biết cái sự khôn ngoan mà Chúa lấy từ đâu, mà họ nghĩ rằng đó là con của ông thợ mộc, bà Maria. Mọi người chúng ta biết cái thằng bé này mà sao bây giờ mà nói như vậy. Nên nhiều khi Chúa tới để phục vụ nhưng họ không tin Chúa, rồi họ coi thường Chúa, họ không có một lòng tin rất đặc biệt. Nên vì vậy Chúa không chữa lành được người ta, Chúa cũng không giúp được người ta. Tuy có tài, tuy rất nhiều mà Chúa thương họ, thương rất là nhiều, mà vì họ không tin, rồi họ không có respect Chúa, nên thôi Chúa chỉ giúp được một số người nhỏ, rồi Chúa phải ra đi. Nên khi Chúa nói là không có một thiên chi nào mà được tôn trọng, tôn vinh ở quê hương xứ sở của mình. Quý ông bà và anh chị em cũng thông cảm hiểu qua những vấn đề đó. Nên trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta đây cũng vậy. Sáng nay cũng như trong cuối tuần này, bài giảng của tôi bên Visitation cũng vậy. Tôi nói tôi ở với quý ông bà và anh chị em 14 năm trước. Người ta nói, dạ tụi con biết hồi đó cha tóc đồ đó còn nhiều, trẻ đẹp trai. Bây giờ như ông già khụ khị rồi này kia, rồi cũng gọi là bỏ sự khôn ngoan. Cái đó sự khôn ngoan chứ không phải là tóc nó rụng là sự khôn ngoan, chứ không phải là này kia. Bà con cười, nhưng mà thật sự tôi nói rằng
thật sự là từ hồi cha Wicker, rồi cha Mike Posner, rồi cha Martin, rồi bây giờ tới ai cũng nói rằng, cha ơi, bây giờ làm sao tới để giúp cho giáo xứ của chúng con đây? Bảo vậy chứ là tôi tới giúp, nhưng mà quý ông bà và anh chị em có trả tiền cho tôi không? Cứ tưởng là bây giờ Saint Anne, Cộng đoàn Việt Nam rồi, tôi công việc tiền nong lương của tôi cũng như vậy, mà bây giờ việc thì lại chồng chất lên. Nên quý ông bà và anh chị em bây giờ thương tôi, thì bây giờ đóng tiền nhiều một chút để trả cho nhân viên, trả cho các sinh viên, sinh cũng như sinh hoạt của giáo xứ. Mà nếu mà trong 6 tháng mà tôi làm việc với quý ông bà và anh chị em mà mọi chuyện trôi chảy đàng hoàng, mọi sinh hoạt đàng hoàng, thì tôi sẽ báo cáo lên cho Đức Cha là làm sao. Thì bây giờ tôi không biết, nên tôi bây giờ chuyển tiếp, tôi chỉ làm những công việc mà thời gian chuyển tiếp tôi làm thôi. Nên quý ông bà và anh chị em thấy được, chúng ta có lòng tin vào Chúa thì chúng ta phải cậy trông vào Chúa. Xin Chúa che chở, giúp đỡ chúng ta cách đặc biệt. Nếu không có Chúa, chúng ta không làm được một việc gì. Dù chúng ta mong muốn, như tôi nói, tôi luôn luôn lúc nào cũng muốn là một cha chánh xứ tốt. Nhưng sự tôi mong muốn là một việc, rồi việc giáo dân mọi người có giúp cho tôi để trở thành một cha chính xứ tốt hay không, đó là một việc khác nữa. Rồi lại một việc Chúa có giúp tôi hay không, đó là lại là một việc khác nữa. Nên mọi chuyện chúng ta làm là phải có cái sự gọi là giúp đỡ của mọi người cùng đồng hành, cùng cộng tác với nhau. Cũng như hôm qua tôi ở bên St. John of the Wood một chút tiện bận rộn, rồi chị Trinh là cháu của bà Nhất gọi cho tôi nói, cha ơi, bà của con mất tuần trước thứ năm mà con gọi, rồi con hỏi mấy người bà con đi lễ ở cộng đoàn giáo xứ của cha, mà họ nói là bây giờ không có thánh lễ, không có gì hết, nên không có biết chỗ nào, không biết ai để hỏi, để giúp cho bà con, chôn cất cho bà con. Nên tôi nói rằng, có, thật sự là ở giáo xứ này không có bỏ một ngày lễ nào. Các sinh hoạt gọi là tuy là coronavirus rất là khó khăn, nhưng ở đây họ hy sinh, lúc nào cũng có thánh lễ, lúc nào cũng có các sinh hoạt. Nên vì vậy, tôi phải nhờ anh Lương nói, xin lỗi anh, bận rộn quá, tôi biết anh bận lắm, xin anh giúp một chút, thôi làm cho Chúa. Nên nói là thôi, hai người lo nói chuyện với nhau, chứ tôi không có giờ để bàn thảo. Nên chút nữa, anh Lương sẽ chia sẻ với quý ông bà và anh chị em thời gian cũng như nghi thức an táng của bà Teresa Vũ Thị Nhất như thế nào. Chúng ta đây là một cộng đoàn đức tin. Sự hy sinh của quý ông bà và anh chị em rất quan trọng đối với giáo xứ tương lai này. Cũng như trước thánh lễ, thầy Phó Tế nói với tôi rằng, cha ơi, từ Chủ nhật này trở đi là con sẽ thường xuyên tới với giáo xứ, là sẽ được bổ nhiệm chính thức là thầy Phó Tế giúp cho giáo xứ của chúng ta. Xin quý ông bà và anh chị em chúc mừng thầy một tràng pháo tay, cũng như cảm ơn thầy đã chấp nhận cái assignment để được về đây làm thầy Phó Tế với cộng đoàn giúp cho giáo xứ của chúng ta. Tôi rất mong muốn thầy về nhiều năm, nhưng thầy phải làm ở St. Francis ở Seahurst cho tới năm nay thầy mới xin được chuyển về với giáo xứ của chúng ta. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã gặp lễ trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu công đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời hoan phong Siêu Pilato, Người chiêu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy thành khẩn kêu xin Người. Chúng ta cùng cầu xin Đức Chúa Thánh Thần cho các nhà truyền giáo được nhiều nghị lực và dũng cảm đi khắp nơi rao giảng lời hằng sống, góp phần phát triển giáo hội Chúa và có nhiều người đón nhận được tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em bạn hữu xa gần còn cứng lòng như dân thành Nazareth, sớm được Chúa Thánh Thần thánh hóa, biết mở lòng đón nhận tin mừng và nhận ra Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Thiên Sai, Người đến thế gian chuộc tội cho nhân loại để chúng ta được sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhân dịp mừng ngày độc lập của đất nước Hoa Kỳ, xin Chúa chúc phúc lành cho những người đã và đang nỗ lực tranh đấu cho tự do, nhân quyền và tôn giáo khắp nơi. Cách riêng cho các vị lãnh đạo USA duy trì được những giá trị đặc thù của đất nước Hoa Kỳ từ ngày lập quốc là gìn giữ hòa bình, tôn trọng sự sống, tự do và công bằng bác ái cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng hiệp thông với ý nguyện đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 7 năm nay là cầu nguyện cho tình huynh đệ xã hội. Là trong xã hội ngày nay, dù chúng ta có những khác biệt về xung đột về mặt xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta hãy can đảm và thành tâm tìm cách giải hòa qua việc đối thoại trong tinh thần huynh đệ và bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian. Cách riêng cho những linh hồn có ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa và sự vĩnh phúc trên quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa chữa lành, an ủi những người già yếu, bệnh hoạn và đau khổ. Đồng thời, trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đang ngự giữa chúng con và Chúa chỉ đợi cho chúng con dâng lên lời cầu xin với lòng tin tưởng là Chúa sẽ tức khắc nhận lời. Xin khởi dậy niềm tin của chúng con vào Chúa. Chúa là đấng hàng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Đôi tay này con dâng lên Cha, dâng tình con yêu thương thiết tha, như chương hương bay tới thiên tòa, con thành tâm tín dâng về Cha. Để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận thi lễ với tay chân, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và điều lệnh cho chúng ta cùng hoàn theo hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hiếu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha,
và để gây dựng cho cha một dân tộc thanh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang cha và đồng thanh tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau được Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dời, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Để vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng Chúa trời trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xót trời trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên đây trên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, Thank you.
con muốn đi tìm ngay trong cuộc sống lối ngày xưa con chưa tới một lần biết về đâu cho con gặp được ngài ngài ở đâu trong tiếng hát lời mình ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin ngài ở đâu cho con Ngài ở đâu xin thương những tội nhân?
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả. Xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cha chánh xứ, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn và quan khách. Trước hết, hôm nay mùng 4 tháng 7, ngày độc lập là một ngày rất lớn và đặc biệt. Trên xứ cờ hoa này, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị luôn vui vẻ, an lành và nhiều may mắn. Sau đây tôi xin được chia sẻ một vài thông tin. Thứ nhất, thứ sáu tuần này, ngày mùng 9 tháng 7, lúc 7 giờ tối, cộng đoàn chúng ta sẽ có lễ phát tang và an táng cho cụ Teresa Văn Thị Nhất, một người giáo dân của chúng ta đã qua đời. Xin mời quý vị đến tham dự đông đủ. Thứ hai, sinh hoạt của giáo xứ trong mùa đại dịch. Theo chỉ thị của tiểu bang Washington, Tổng giáo phận Seattle, Sở Y tế hạt Pierce và sau khi bàn thảo với cha chánh xứ, nhóm đại dịch chúng tôi rất quan tâm và lo ngại về con vi khuẩn Delta đang gây ra nhiều khó khăn trên khắp hoàn cầu. Vì thế chúng tôi đã quyết định như sau: mọi người vẫn tiếp tục phải mang khẩu trang khi đến trong công viên giáo xứ. Giáo xứ chúng ta sẽ có khẩu trang và sẵn sàng giúp cho quý vị nếu quý vị quên không mang khẩu trang tới nhà thờ. Tuy nhiên, trong thời gian này, 6 hàng ghế gần bàn thờ bên trái, 3 hàng và bên phải, 3 hàng, chúng tôi dành riêng cho những giáo dân nào mà muốn ngồi giãn cách. Những hàng ghế còn lại, quý vị có thể ngồi gần nhau bình thường như trước mùa đại dịch. Phục vụ thánh ca, các ca viên trong ca đoàn có thể ngồi gần nhau như các giáo dân. Và để làm cho thánh lễ thêm phần sống động và bình thường hóa mau hơn, chúng tôi mời tất cả giáo dân tham dự và cất tiếng ca chung với ca đoàn trong các ngày lễ cũng như trong các buổi chầu. Việc thành lập một giáo xứ mới, như đã được thông báo trước đây, hôm nay bước vào tháng 7, giáo xứ Holy Rosary và giáo xứ St. John of the Woods đã thực tình sát nhập vào giáo xứ Thánh Anna của chúng ta. Với giáo xứ, St. John trở thành một giáo xứ con của giáo xứ mình. Và bây giờ ranh giới của giáo xứ Thánh Anna giờ đây đã được mở rộng và gồm cả hai giáo xứ kia. Tạm thời, cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục ở lại để quán xuyến giáo xứ Thánh Anna của chúng ta, đồng thời trong thời gian chuyển tiếp để chờ đợi giáo xứ Visitation và giáo xứ Saint Rita sát nhập với giáo xứ của chúng ta. Cha Tuấn cũng lãnh phần quản lý của hai giáo xứ con Saint John và giáo xứ Visitation. Vì thế, bắt đầu từ tháng 7 này, trách nhiệm của cha Tuấn sẽ tăng lên gấp bội phần và rất phức tạp. Chúng tôi mong quý vị giúp cha Tuấn một tay để hoàn thành trách nhiệm của cha trong việc thành lập giáo xứ mới này. Mặc dù đây là một chuyện chúng ta không muốn, nhưng tòa tổng đã quyết định và chúng ta phải tuân theo. Và sau cùng là phần có sự thay đổi trong ban mục vụ của chúng ta. Để trùng hợp với thời gian chuyển tiếp và thành lập một giáo xứ mới và cũng để canh tân nhiều việc khác trong cộng đoàn và giáo xứ, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi làm việc trong ban mục vụ, ban phối hợp và các tiểu ban khác để phục vụ cộng đoàn và giáo xứ. Những việc tôi làm không nhiều và cũng đơn giản. Bắt đầu từ kể từ ngày hôm nay, tất cả sẽ ngừng lại. Tuy nhiên, nếu cần thiết, cha Tuấn sẽ bổ nhiệm một người khác để thay thế
để giúp tôi, giúp cho cộng đoàn và giáo xứ trong thời gian này. Và cũng lợi dụng cơ hội này, tôi xin được cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã cho tôi một cái cơ hội để phục vụ và đồng hành với cộng đoàn và giáo xứ trong vài năm qua. Tôi rất cảm kích và biết ơn tất cả quý vị đã từng góp ý kiến và tham khảo với tôi trong việc phục vụ cộng đoàn và giáo xứ. Thay vì ý kiến và tham khảo, hôm nay tôi xin mạn phép để mời những quý vị đó ra giúp cộng đoàn. Tại sao thưa quý vị? Rất đơn giản, bởi vì cộng đoàn và giáo xứ này là của quý vị, của tôi và của tất cả anh chị em ngồi trong nhà thờ này đang chờ đợi và chào đón sự giúp đỡ và lãnh đạo của quý vị. Mong rằng quý vị nhận lời và ra giúp. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Trước tiên, tôi xin được đại diện cho cộng đoàn giáo xứ. Xin anh Lương đứng trên này để giáo xứ cũng không có cái gì nhiều, nhưng mà có một món quà nhỏ nhỏ. Anh lên trên này để cho hai em, cũng như là cái mầm non, cũng như là tương lai của giáo xứ là Đạt, cũng như là hai đưa lên một bó hoa, cũng như tặng. Trước tiên là không phải là chỉ riêng anh Lương, là giúp cho chúng ta một cái người đằng sau. Người ta nói một người đàn ông tài đức hoặc là khôn ngoan như thế nào cũng phải có một người vợ đứng đằng sau để giúp. Cảm ơn chị Thoa. Chị Thoa có trên này không? Con cầm ra đây để cha đưa cho. Ở đây, anh đứng quay lại đây. À, hai bé đưa bông cho anh. Chị Thoa đâu, chị lên cũng như là lên để cho con. Cảm ơn hai con. Đây là mầm non cũng như tương lai của cộng đoàn giáo xứ. Cảm ơn chị, cảm ơn anh trong thời gian rất khó khăn coronavirus trong những 2 năm vừa qua. Không có anh chị đồng hành với giáo xứ hướng dẫn giúp đỡ thì chúng ta không có được các sinh hoạt. Rất nhiều nhà thờ đóng cửa trong thời gian đó, cho tới bây giờ mở lại cũng không mở được, mà nhờ được sự hướng dẫn lãnh đạo của anh cũng như là sự cổ võ của chị. Chân thành cảm ơn anh chị thật nhiều. Món quà anh chị ban tặng cho cộng đoàn, cộng đoàn luôn ghi nhớ, cũng như xin quý ông bà và anh chị em tặng anh chị một tràng pháo tay. Cảm ơn anh chị luôn hỗ trợ cho cộng đoàn giáo xứ. Cũng mong rằng anh chị tiếp tục trong những ngày kế tiếp giúp đỡ những công việc anh chị có khả năng, cũng như cầu nguyện đặc biệt cho cộng đoàn có được người đứng ra để điều khiển cũng như giúp đỡ cho cộng đoàn giáo xứ. Chân thành cảm ơn anh chị. Quý ông bà và anh chị em thấy giáo xứ cũng như là tôi đã chia sẻ trong bài giảng được ở cái Perry County này rất hùng hồn, rất vững mạnh trong những thời gian vừa qua, là ăn thua cái đầu tàu, cái người cũng như lái tàu, captain, người thuyền trưởng. Nên vì vậy không biết là con tàu sẽ về đâu, thì bây giờ chúng ta cứ là trao cái tay lái lại cho Chúa để Chúa hướng dẫn, cũng như là anh Lương, anh đã mời gọi quý ông bà và anh chị em. Xin quý ông bà và anh chị em có thể ra để giúp đỡ cho chúng ta, để công đoàn của chúng ta, giáo xứ của chúng ta có còn duy trì là ăn thua mỗi người chúng ta. Một người không có ai có thể làm được. Tôi phải thú thật cũng như là xin tội với quý ông bà và anh chị em. Tôi nghĩ rằng tôi làm hết mình sẽ được, nhưng không được. Nên vì vậy phải có sự hỗ trợ, hướng dẫn của quý ông bà và anh chị em rất nhiều. Mong rằng ngày lễ độc lập này là ngày sinh nhật của đất nước của chúng ta, cũng như ngày hôm nay là ngày mà cũng như anh Lương mời gọi quý ông bà và anh chị em rất quan trọng. Cố gắng hỗ trợ chúng ta mỗi người một việc, một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại lên hòn núi cao. Giáo xứ của chúng ta một người không thể làm được, nhưng sự đóng góp cũng như sự hỗ trợ của Chúa qua Chúa Thánh Thần, qua Thánh cả Giuse cũng như qua mẹ Maria, cũng như là người mà bề trên, cũng như là patron saint, là Saint Anne, là bà Thánh Anna, sẽ hỗ trợ đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Một lần nữa đại diện cho mọi người, tôi chúc quý ông bà và anh chị em một tuần lễ độc lập tràn đầy ơn Thánh Chúa. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta kết lễ.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em lên đường sống lời Chúa được bằng an. Trở về trong hy vọng và mừng vui, trở về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Và mừng vui ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình Thiên Chúa như đất trời. Chúng con trong kẻ rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong hơn gian nan thiêu thốn đồng tri kiến vinh sang lang. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng tri. Nữ vương ban sự bình an. Các thánh từ vị đạo nước Việt Nam. Lạy bà thánh Anna. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng sen thấy mạnh Đức Chúa Trời sáng lắm vui lẽ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và